Hello, chào mừng mấy bạn. Chào quay cho Cổ Uyên. Mình xin giới thiệu, mình đã hết là đầu bếp. Mình đã đổi nghề trở thành mình đã có nghề mới. Và hôm nay mình sẽ đập hộp. Đây là bộ đồ nghề của mình. Đây là mình cái mình đã tậu được vào Amazon Prime Day. Cái này nó đơn giản là ăn cướp đó mấy bạn, ăn cướp. Tại vì nó quá rẻ so với giá gốc ở đây nè. Cái mình mua được giá đây nè, tại vì nó giảm giá. Nên là ăn cướp, hiểu không? Rồi. Rồi, đây là bộ đồ nghề mới của mình. Hôm nay mình sẽ đập hộp với mấy bạn luôn, sau đó mình sẽ đi làm training luôn. Đó. Ghế chưa? Đây là máy espresso machine. Máy này là máy pha cà phê mấy bạn. Mà pha cà phê kiểu như espresso. Và cà phê gì nha. Không biết nó cà phê gì nữa. Nhưng mà nó không phải cà phê kiểu Việt Nam. Cà phê Việt Nam là người ta gọi là drip coffee. À, mình dạo này mình thấy có YouTube làm cà phê lắm. Đứt tay. Mở khó. Thật là nguy hiểm. Mình đang úp ngược cái hộp để các bạn. Thật là đáng sợ. Đây là máy pha cà phê. Đây là ví dụ mấy bạn dùng mấy quán cà phê mà cà phê kiểu của như Starbucks hay là mấy cái quán cà phê mà người ta pha chế rồi họ đồ á, người ta sẽ xài mấy cái máy như vậy. Dạ. Mình muốn xài lắm rồi. Đây. Này, rồi. Đây cái máy nhìn nó cũng nhỏ. Cái này là gì thế? Cái này chứa được 2 lít nước. Đây. Có, cái này là cái bình chứa nước, cái phần chứa nước. Chứa được 2 lít, max 2 lít. Cái này mình phải đọc thêm hướng dẫn sử dụng nhiều hơn nữa, chứ mình cũng không chưa bao giờ xài cái máy loại này. Xong rồi có dây điện nên là mở on off. Này có đầu dặn. Cái này là một shot cà phê, 2 shot cà phê. Cái này là để quay để chạy cái ống này. Còn cái này là đun nước hay sao đó. Đun nước. Hello mấy bạn. Bây giờ mình đã đem được cái máy lên đây để lên một cái bàn. Bàn này mình cũng mới mua luôn. Cơ bản là cũng là ăn cướp. Bàn này của mình giảm giá nha. Quá rẻ. Thì mình mua cái bàn này để mình định cái này lên thôi. Thì hồi nãy mình đã đọc hướng dẫn sử dụng. Và mình biết là cái này nó có hai cái lận. Một cái nó sẽ dày hơn. Cái này sẽ mỏng này. Hay là đúng để dùng để lọc cà phê hết. Và cái này nó có chức năng là làm ấm nữa. Sờ tay vô thấy nó ấm hơn bình thường, thấy không? Mình để làm ấm mấy cái ly cà phê. Thường làm cà phê này người ta làm cà phê nóng thì nãy giờ mình để đây nó cũng thấy được có ấm. Thì bây giờ mình sẽ làm thử cà phê. Đây là đầu tiên mình làm cà phê luôn, chưa bao giờ làm bao giờ luôn. Thì mình sẽ làm cà phê Trung Nguyên. Cái tiền mình sẽ làm nóng cấp, nóng cái ly này lên. Thì mình sẽ chỉnh vào chế độ hot water. Cái nó sạch ly nữa, thấy không? Nước này nó nóng nha. Rồi. Vậy thôi. Thì mình sẽ để ly này cho nó nóng. Bây giờ mình lấy cái này ra. Để đây. Mình sẽ sử dụng lại 2 cup là 2 shot. Mình phải lau cho nó khô. Trước khi mình để vô, giờ mình để này vô. Để cho ngang. Rồi.
Sau đó mình sẽ cho cà phê vào. Cà phê này xài được cũng lâu lắm rồi đó mấy bạn. Chưa mình phải đó đấy nó, cái này là mình coi trên YouTube hết nha mấy bạn, chứ mình không có biết đâu. Nói chung là mình phải ấn làm sao á cho nó vô giữa, cho nó đều hết nè. Sau đó mình sẽ sử dụng cái này. Mình thấy người ta hay đẩy nè, đẩy vậy cho nó ngay, xong rồi ta dùng là người ta ấn vô xoay nhẹ một xíu và xong. Thấy cứng nhưng mà không sao, làm sao cho nó vô giữa, ngay giữa thẳng này nè, đó là đẹp rồi. Bây giờ tiếp theo là cái gì? Cái ly này mình nãy giờ mình để cho nóng rồi, mình sẽ đổ nước vô. Mình đổ nước vô đây cũng được, cái này là để nước. Xong mình sẽ để ly này ở đây đó, để cho ngay. Rồi bắt đầu mình sẽ sử dụng 2 shot, sau đó nó sẽ tự pha cà phê cho mình. Nhìn nó có vẻ như là cũng ok đó, nó không có lỏng quá. Với lại mấy bạn thấy nó vàng cam cam vàng vàng không? Đó là người ta gọi nó là crema, là giống như là giống như là một cái lớp dầu của tinh dầu của cà phê vậy đó. Nó sẽ bật trắng trắng lên. Đây mình sẽ mình cho mấy bạn coi. Nhiễu lum lum. Nè, mình sẽ một cái lớp kem. Cái lớp kem nằm ở trên đây. Trước tiên mình sẽ để đây cho nó chảy nước ra đây. Mình sẽ làm cho cái cây này nó ấm lên. Thì khi nó sẽ chớp chớp vậy đúng không? Đọc hướng dẫn sử dụng nó nói là chớp chớp là nó đang làm cho cái cây này nó ấm lên. Sau đó nó sẽ bắt đầu phun hơi ra và nó sẵn sàng rồi. Thì bây giờ mình sẽ đem nó ra ngoài đây để mình tạo bọt. Nói chung là hơi fail. Thì đây là mấy bạn thấy bọt không? Thường mình làm hơi lõi rồi, bọt nó có bự vậy đâu. Nhưng mà sữa giờ đang nóng lắm, mình để ra thấy sẽ nóng hơn nè, lại để. Nhưng mà cái này giống như là vẫn chưa đủ nóng hay sao, mình sẽ cho nó pha thêm xíu nữa. Thì nói chung là thì thôi như là nó chạy nó đi. Bây giờ mình sẽ, sau khi mấy bạn steam sữa xong rồi gì, mấy bạn phải lau nó, lau cái cây này nóng lắm. Sau khi bạn lau cái phần sữa này ra đúng không, xong rồi tại vì khi mà mình đút cái cây này vô sữa thì cái công này cũng có sữa nữa, là mấy bạn phải khử nó bằng cách là cho nó chạy ra để nó phun hết này ra. Thì mấy bạn sẽ thấy cái phần này là sữa đó nè, thấy không? Để làm sạch sữa, không phải sữa nó đục động lại vào cái ống này nó sẽ bị dơ hư kiểu. Đây. Mình sẽ cho cái này vô này, người ta nghiêng, xong mình đổ từ trên cao xuống đó, đổ hai. Sau đó ôi cái này nó sâu quá em. Fail rồi. Đây là ly cà phê của mình. Nhìn chán không? Ok, uống đi.
nhìn ế, uống giống cappuccino lắm. Cái này mà thấy ngon á, không phải tự làm tự khen đâu nha, nhưng mà không thiệt. Bây giờ mình sẽ làm, mình nghĩ là mình sẽ dành một vài thời gian đây để mình học học cái này, nhưng nó cái này khó lắm. Nhưng mà cái vấn đề của cái ly này là nó sâu quá, mình không có. Người ta nói là muốn làm, muốn tạo ra mấy cái hình ở trên đó đó, thì mình phải để nó gần cái mặt cà phê hơn thì phải. Mình nghe, nói chung là nghe người ta nói vậy thôi. Để sữa nó nổi trên, hoặc là có thể là sữa mình chưa đủ bọt. Mình nghĩ là sữa mình chưa đủ bọt, nhìn nó không có giống như là, người ta nói là nhìn giống như là cái kem mà nó bị chảy ra vậy, nhìn nó cỡ đó. Nhưng mà nói chung là cái này ngon. Hẹn gặp các bạn vào ngày barista lên level. Ok, tạm biệt, tạm biệt. Nó không có cái kia rồi. Không có cái gì? Có cái kia rồi, cái để pha sữa. Cái pitcher. Nó có pitcher rồi. Mình nói lại này nha. Bà có xíu à. Trời ơi, cái người ta bây giờ xe bự lắm, người ta bự vậy nè. Đó, coi tiếp. Thì cái máy người ta là máy bự gấp đôi. Đúng, thì cái liều lượng mà xài thì nó cũng vậy thôi chứ. Rồi, đây là nó sẽ bị lừa mùi.